Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly tiếp tục đi giao hàng những cái đơn cây to, cây lớn của bên trung tâm cây giống nha. Thì bên Ly cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nè, cây giống nhỏ nè, cây nhập khẩu nè, cây trồng chậu nè. Và đặc biệt bên Ly có cung cấp luôn những loại cây giống to nha. Hôm nay thì Ly sẽ đi giao cho anh là cái cây Sabo lòng mứt. Sabo lòng mứt nha. Giao cái đơn này thì ở huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang luôn nha. Một người anh cũng ở rất là gần của trung tâm cây giống luôn. Trung tâm cây giống thì được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang. Thì anh cũng ở cách trung tâm cây giống tầm khoảng mười mấy cây thôi. Đây là cái cây Sabo lòng mứt nè, cây to nha, cây to thế dáng bài ha, thế dáng bài. Cái gốc này rất là to rồi nha anh chị, cái gốc này rất là đẹp. Sabo thì quý bà con chúng ta ăn rất là ngon nha, ăn rất là ngon, ở bên trong ăn nó mịn ha, nó mềm ha. Thì bên Ly cung cấp mà ngoài cây Sabo lòng mứt này ra thì có Sabo Mexico dạng cây to nè, Sabo Cần Thơ nữa nha. Thì ngày hôm nay anh chốt là một cây Sabo lòng mứt, một cây táo thái xanh. Cây táo thái xanh là anh lấy là dạng cây lớn luôn, táo thái xanh. Rồi cây bon bon lớn nè, cây lũ đỏ Ấn Độ lớn, cây Ly Kima lớn, cây vú sổ rồi đèn lớn luôn ha. Rồi cái cây Sabo Mexico lỡ nữa. Chuẩn bị lên xe cho anh. Rồi cái đơn này là đơn khác nữa nè, có một người anh chốt cây nhãn Long Phùng Châu và thêm một cái cây mận hồng. Mận hồng bên Ly có những cái cây nó đang cho trái luôn. Đây là cái trái của cây mận hồng nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Cái trái nè, một chùm trái, trái này ba trái, trái này to rồi nha. Thấy không em? Đi quay gần sát sát cho tí xíu nữa đi. Đó. Cái trái nó to như thế này nè. Rồi ở ngoài này có chùm trái nhỏ nhỏ đây nè. Mận hồng thì quý bà con chúng ta nhìn cái đít nè. Cái đít của cái trái nó sẽ hơi ửng lên cái màu hồng hồng giống như thế này, và khi cái trái nó già thì nó sẽ mới màu đỏ lên nha. Mận hồng thì trọng lượng trái to, ăn rất là ngon nha. Nó rất là chắc thịt luôn, nó rất là chắc thịt nha bà con, nó rất là chắc luôn. Đây, lên cây Sabo tiếp theo. Cái cây Sabo này là Sabo Mexico, anh lấy Sabo lòng mứt rồi thì anh sẽ lấy thêm một cây Sabo Mexico. Sabo Mexico thì giống như là giống mới hơn, trọng lượng trái to hơn ha, ăn nó còn ngon hơn nữa nha bà con. Thì cái gì nó mới thì nó sẽ ngon hơn tí xíu nữa. Cái trái của nó giống như là ở trong thì nó sẽ màu nâu nha, màu nâu và trọng lượng trái to lắm, dạng trái tròn. Trái tròn thì bên Ly có cung cấp cây giống nhỏ đến luôn, cái cây giống lớn như thế đó ha. Rồi đây là cái lô mận hồng nè, mận hồng này là có 8 cây. 8 cây mận hồng. Cây nào nó cũng đang hoa đang trái hết nha. Bên Ly còn số lượng cây đang hoa đang trái này rất là nhiều. Đây những cái cây mận hồng mà nó có hai có trái như thế này nè. Cây này thì Ly chưa có bao lại nè. Đây là nó tụng thành trái rồi nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Đó, đây cái trái nè. Quay gần nhìn cho đẹp em. Đó, hoa với trái sum sê trên cây nha. Cái tàn nó to lắm nha. Cái tàn nó to lắm nha. Thì bên Ly có một cây ở đằng này nè, để Ly quay cho quý bà con chúng ta xem. Có một cây ở đây. Cái đơn đó là 8 cây mận hồng á, 8 cây mận hồng. Ly chuẩn bị đi giao. Thì giao cái đơn này về rồi thì ngày mai Ly sẽ đi giao cái đơn tiếp theo ha. Đây, Ly sẽ đun cái tàn của cái cây xuống cho quý bà con chúng ta xem nè. Đó, quay hết cái tàn giùm chị đi. Bông nè. Quý bà con chúng ta nhìn thấy bông không? Cái mận hồng á, quý bà con chúng ta nhìn cái ra cái trái hoặc là cái bông á, nó cũng khác hơn là cái mận An Phước nữa. Cái chùm bông này nó rất là dài và nó rất là dẻo nha, nó rất là dẻo luôn. Nó chắc trái lắm nên nó giảm được cái sự rụng trái, và khi cái cây mận hồng nó đi cơ đợt non thì nó sẽ ra cái màu xanh giống như thế này ha. Còn mận An Phước thì nó sẽ ra cái màu đỏ nha. Có nhiều anh chị nói sao hai cái loại mận này nó giống nhau dữ vậy, hoàn toàn khác nha. Anh chị nào chúng ta nói giống là không có giống nha. Cây này hoa với trái trong rất là nhiều nè. Cây này là dạng cây lớn của bên trung tâm cây giống, phơm tàn rất là đẹp. Anh chị lấy cây giống về đặt xuống ha là nó sẽ tượng thành trái ngay luôn. Mình trồng những cái cây giống nhỏ thì mình trồng to giống như vậy là khoảng 2 năm. Mà bên Ly có cung cấp luôn cái cây to giống như vậy ha. Mình lấy về mình trồng là nó sẽ ra hình thành được là cái khu vườn của mình ha. Anh chị nè, chúng ta lấy cây giống này về nè, chúng ta trồng vô cái villa của mình nè, hoặc là cái sân vườn của mình nè, hoặc là trồng biệt thự nè, lên cái hình nó đẹp như vậy là nhìn cái khu vườn của mình nó rất là đẹp nha. Cái cây mận hồng, cái cây to bên trung tâm cây giống đang cung cấp là 2.500.000 trên một cây nha. Thì bên Ly có lô 1.200.000 và 1.000.000. Còn cây giống nhỏ thì bên Ly đang cung cấp với cái giá là 80.000 trên một cây ha. Anh chị nào chúng ta thích trồng sân vườn nè, thích trồng một vài cây thì mình lấy cây lớn. Cỡ trung, cỡ vừa thì bên Ly có nhiều giá lắm nha. Cây lớn thì 2.5 triệu, còn có cây 1.200.000 nè, có cây 1.000.000 ha. Anh chị trồng kinh tế thì chúng ta lấy cây giống nhỏ nha, đa dạng về cây giống lắm. Rồi đi vô trong đây nữa nè, trong đây thì còn nhiều cây nữa nè, đang chuẩn bị lên cho anh. Cây này là cây vú sữa. Vú sữa này là vú sữa lò rèn nha, vú sữa lò rèn ăn rất là nhiều sữa, trong ruột thì nó sẽ mềm mịn nha. Đó, cây vú sữa lò rèn nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy phôm tàn cây rất là đẹp ha. Bên Ly còn cái cây to hơn nữa nha, cây to hơn nữa thì bên Ly cũng có cung cấp luôn.
Thì bên trung tâm cây giống ngoài cung cấp cây giống ra thì có hỗ trợ luôn kỹ thuật trồng nha. Anh chị cô chú nào chúng ta quan tâm hoặc là có nhu cầu thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên Ly còn nhiều loại cây giống lắm nha. Thì ngày hôm nay đi giao cái đơn này thì ở Cái Bè của tỉnh Tiền Giang nha. Anh chị nào chúng ta quan tâm thích đến trung tâm cây giống để lựa cây nè, để tham quan nè thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên trung tâm cây giống thì cung cấp nè nhiều loại cây giống lắm chứ không riêng về cây lớn này đâu, còn cây giống nhỏ nè, riêng mít, sầu riêng, cây nhập khẩu này ha, và đồng thời có hỗ trợ kỹ thuật trồng, hỗ trợ kỹ thuật làm trái luôn nha. Đó, anh chị nào chúng ta quan tâm thì gọi ngay vào hai số điện thoại trên ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.